đi đến ổ cứng vẫn là phần 3 bộ nhớ, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm mua ổ cứng và những chi tiết cần lưu ý sau. Về ổ cứng thì bây giờ có đang có hai loại ổ cứng, đó là ổ cứng ATA và SATA. Như theo mình thì bây giờ toàn chạy ổ cứng SATA, tốc độ truyền tải dữ liệu nó sẽ tốt hơn ổ cứng ATA. Ổ cứng ATA là ổ cứng đã cổ rồi. Mình sẽ tìm một hình ảnh minh họa. Ổ cứng ATA nó chạy bằng dây to này. Đây, nó sẽ được cắm trực tiếp bằng cái dây to này vào trong ổ cứng. Còn ổ cứng SATA nó sẽ đi bằng một cái dây nhỏ này. Tất nhiên là nó sẽ truyền tải dữ liệu tốt hơn rồi. Tiền nào của nấy. Đấy, đây là SATA này, nó sẽ đi bằng dây này vào ổ cứng. Còn ATA nó sẽ đi bằng dây to này. Đây, đây là ổ cứng được cắm bằng SATA. Đây, còn ổ cứng này, chân của nó rất là to để cắm đường ATA này vào. Nếu mua theo mình, các bạn nên chọn ổ cứng SATA. Và bây giờ nó có thêm một ổ cứng, đó là SD. Ổ cứng SD giờ chạy rất là tốt, chịu va đập tốt, nó rất là mắc. Còn ai có điều kiện thì có thể mua hai ổ cứng, một ổ bình thường và một ổ SD chịu va đập tốt để làm ổ cài win, chắc các bạn chạy song song hai ổ luôn thì máy nó không hay bị lỗi. Thì khi mua ổ cứng, chọn mua ổ cứng thì các bạn phải xem cho mình, đó là nó hỗ trợ cổng kết nối nào, cổng kết nối nào, ATA hay SATA. Chọn SATA nhá. Mình thì các bạn nên chọn SATA đi, vì ổ ATA cổ rồi, bây giờ cũng chẳng ai dùng nữa. Và tiếp theo là số vòng quay của ổ cứng. Số vòng quay của nó, thông số kỹ thuật của nó khi các bạn xem hàng thì nó sẽ là RBM. RBM sẽ là số vòng quay. Bây giờ có 5.400, 7.200 và 10.000 vân vân. 5.400, 7.200, 10.000 vân vân. Và các bạn nên lựa chọn ổ cứng có số vòng quay càng cao thì càng tốt. Nhưng mà càng cao càng tốt, nhưng mà nó lại có rủi ro. Rủi ro của nó là số vòng quay càng lớn thì dễ bị sốc, bởi vì trong ổ cứng này nó có những chiếc đĩa nhớ, khi nó chạy nó sẽ quay. Đây, quay này. Số vòng quay càng lớn thì quay càng nhanh thì lại dễ bị sốc. Dễ bị sốc thì các bạn nào mà dùng máy tính mà cố định thì lên không hay động chạm tới thì lên chọn những số vòng quay lớn. Còn chiếc máy nào mà các bạn hay di chuyển thì lên chọn những vòng quay trung bình thôi, bởi vì như vậy là nó tránh sốc cho ổ cứng. Và bây giờ ổ cứng có rất là nhiều hãng, mình đó là Samsung. Mình giới thiệu cho bạn hai ổ cứng mà chịu va đập tốt, theo mình thấy nó chịu va đập tốt, đó là Hitachi và Toshiba. Mình thường chọn để chọn mua máy thì ổ cứng cho máy thì mình toàn chọn Hitachi hoặc Toshiba. Và mình thường cài win vào ổ cứng SSD, mình mua riêng để làm ổ win, còn mình mua ổ thường là để lưu tải dữ liệu
không thôi, vì thế máy chạy rất là bền. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu để mua nguồn máy tính.